Với 4,5 hecta diện tích đất vườn đồi, trong đó 5.000 m2 trồng mang tây, bầu bóc tử, bí xanh, 2 hecta trồng bưởi da xanh, cam, mít, cùng với 2 hecta rừng keo và luồng. Là thành quả của gia đình anh Phạm Phú Phục, thôn 4 xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, sau 5 năm kiên trì bám đất, bám đồi. Quyết tâm đương đầu với khó khăn thách thức, anh đã biến vùng đất khô cằn thành khu vườn đồi xanh mướt với nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Là người tiên phong trong phát triển kinh tế vườn đồi, gia đình anh Phạm Phú Phục đã trải qua gian nan vất vả trong hành trình biến khu vườn tạp đồi hoang thành hoa thơm quả ngọt như ngày hôm nay. Năm 2015, từ chủ trương đẩy mạnh khai thác tiềm năng vườn đồi của địa phương, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, người dân được tiếp cận với vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật, có thị trường tiêu thụ, anh Phục đã nghĩ tới hướng phát triển mới trong nông nghiệp. Đặc biệt, gia đình anh mạnh dạn đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp sạch. Có thể thấy là cái diện tích nhà màng nhà lưới của nhà anh thì được đầu tư khá là bài bản. Vậy thì xuất phát từ đâu mà anh lại có cái ý tưởng cũng như là mạnh dạn để đầu tư cái khu nhà màng với cái diện tích lớn như thế này ạ? Cũng xuất phát từ cái là cái tiềm năng đất đai của nhà mình nó cũng có. Thì cái chăn trở tại sao mà thấy trên thị trường những cái rau như măng tây hoặc những cái màu khác mà lại lúc nào họ cũng có họ bán. Mà mình cứ làm thì ở ngoài thì là nó có hình thức là bị, trước hết là bị sâu bệnh nó tàn phá rồi nấm bệnh. Cho nên là với cũng suy nghĩ mãi cũng thống nhất bàn với gia đình là quyết định là xây dựng cái khu nhà lưới này, nó diện tích là 5.000 m2. Vậy gia đình anh đã học những cái kỹ thuật để áp dụng vào cái mô hình của gia đình mình như thế nào ạ? Sau khi cũng tìm hiểu rồi về khoa học kỹ thuật thì cũng một số bạn bè anh em, rồi sau này là có một cái đăng ký là học một cái lớp, tức là mình tập huấn về Việt Gáp đấy. Cũng được các chú các bác giáo viên ở dưới chỗ chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm liền cũng hướng dẫn rồi hỗ trợ. Anh có thể chia sẻ về cái sự khác biệt lớn nhất mà anh nhận thấy giữa cái hiệu quả kinh tế giữa trồng trong nhà màng nhà lưới cũng như là cái việc trước đây gia đình trồng truyền thống là như thế nào? Giữa cái nhà màng làm cây trong nhà màng nhà lưới với lại ở ngoài trời mình cũng làm truyền thống là nó cái hiệu quả rõ rệt. Cái thứ nhất là trời mà mưa to là nó không điến, trước hết là điến đất rồi giữ trôi. Thứ hai là ở trong này là nó giữ được cái đấy. Về cái vấn đề này là cái thuốc bảo vệ thực vật là nó phải cũng hạn chế được 70-80%. Cho nên là với khẳng định rằng là cái hiệu quả ở trong nhà màng nhà lưới này với ở ngoài thì chắc chắn là nó sẽ hơn nhiều, nó hơn về năng suất này, nó hơn tức là mình giảm được cái chi phí đầu vào. Thường xuyên tìm hiểu, theo dõi, nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, đầu ra của sản phẩm được Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Ngọc Liên cam kết bao tiêu. Khi khu vườn lưới rộng 5.000 m2 đi vào hoạt động, chủ yếu gia đình anh Phục trồng các loại rau củ như mang tây xanh, bầu bao tử, bí xanh. Xác định phát triển mô hình theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn. Vì vậy, trong quy trình chăm sóc, anh luôn tuân thủ đúng kỹ thuật, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng phân hữu cơ. Hiện nay, măng tây có giá bán 50-60.000 đồng 1 kg, bầu bao tử 30.000 đồng 1 kg. Với phương châm lên ngắn nuôi dài, không chỉ dừng lại ở mô hình trồng rau an toàn, hiện nay gia đình anh Phạm Phú Phục còn tập trung chăm sóc cho vườn cây ăn quả. Năm 2017, sau khi đi tham quan nhiều mô hình trồng cây ăn quả trong và ngoài tỉnh, anh Phục quyết định dành 2 hecta đất chủ yếu tập trung vào trồng các loại cây có múi như cam, bưởi, mít. Sau 3 năm, vườn cây ăn quả phát triển tốt, hứa hẹn diện tích cây ăn quả này sẽ mang lại nguồn thu lớn cho gia đình anh trong năm tới. Nay hộ gia đình nhà anh Phạm Phú Phục ở thôn 4, Ngọc Liên ấy, đang xây dựng cái nhà lưới. Thì bước đầu thấy là cái cây trồng ở trong nhà lưới thì phát triển rất là tốt. Thứ hai nữa là sâu bệnh thì không có. Các cái sản phẩm được bán ra thị trường, bán cho nhập cho hợp tác xã đấy, thì được hợp tác xã là thấy rằng là rất là bà con là ưa chuộng. Mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, cùng với quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, anh Phạm Phú Phục đã phủ một màu xanh bạt ngàn lên vùng đất khô cằn, trở thành triệu phú vườn đồi ngay trên chính mảnh đất quê hương.